chúng ta hãy yêu thương đàn ông và không có được quấy rối họ nha. Chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Trân, nơi mà mình chia sẻ về công việc và cuộc sống ở bên Úc. Mình cũng suy nghĩ rất là nhiều khi mà làm video này, bởi vì khi mà dò thì rất là nhiều video hướng dẫn là cách chúng ta đi làm, lấy lòng sếp như thế nào, cách để kiếm nhiều tiền, thăng tiến trong công việc. Nhưng mà rất ít video chia sẻ về cách để bảo vệ bản thân ở chỗ làm và để tránh bị quấy rối tình dục. Thời của mình thì hồi xưa còn nhỏ đi học cũng không có được học về giáo dục giới tính nhiều cho lắm. Và mình còn nghĩ đây là những câu chuyện rất là xa vời, không có bao giờ xảy ra với mình, cũng không có quan tâm cho lắm. Nhưng mà sau này khi mà đi làm thì một số bạn bè của mình gặp phải trường hợp này và mình cũng gặp nữa. Nhưng mà do mình thiếu kiến thức nên mình không biết cái đó là quấy rối ở chỗ làm. Thì do đó mình làm video này để chia sẻ, hy vọng là có thể giúp ích cho các bạn, đặc biệt là các bạn mới qua Úc, bởi vì nhiều khi là môi trường mới bỡ ngỡ thì các bạn dễ bị ăn hiếp. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích thì bạn hãy share video này, bởi vì biết đâu có thể giúp đỡ một ai đó. Đầu tiên, quấy rối tình dục ở chỗ làm là như thế nào? Nếu mà bạn dò trên mạng thì sẽ ra nhiều định nghĩa lắm. Đây là cách hiểu đơn giản của mình, là người khác sẽ không có được quyền chạm vào cơ thể của bạn nếu mà bạn không có đồng ý, và không được có những lời nói hay là hành động mang tính chất gợi dục. Ví dụ như là sếp gửi ảnh sớt cho bạn, hay là đồng nghiệp bình luận khiếm nhã về cơ thể của bạn, như là gửi con này thế kia, thì cái đó là quấy rối tình dục ở chỗ làm. Quấy rối tình dục thì có thể xảy ra với bất kỳ ai và không có phân biệt giới tính nào. Nhiều người cứ nói là có nữ bị quấy rối thôi, nam được sờ soạng sớm cần chết. Nhưng mà không mọi người, nam giới cũng có thể là nạn nhân nữa. Nam giới hoặc là bất kỳ giới tính nào cũng có thể là nạn nhân. Bạn mình là nam thì khi mà đi làm thì bị một cô khách hàng lớn tuổi bổ mông. Thì người xung quanh nhìn thấy cái cảnh bạn mình to con rồi bị một cô lớn tuổi bổ mông một cái, rồi cười ha ha. Nhưng mà nghĩ cái đó là vui, nhưng mà không mọi người, cái đó là quấy rối đó. Hoặc là trường hợp khác, bạn mình là gay, khi mà đi làm thì một bạn đồng nghiệp nam khác giỡn bằng cách là ngắt ti nó. Trời, cái đó nếu mà bạn mình không đồng ý thì nó vẫn là quấy rối mọi người. Tiếp theo, nạn nhân bị quấy rối thường là người yếu thế. Các bạn du học sinh mới qua hoặc là các bạn đi làm mà bị phụ thuộc visa thì nhiều khi các bạn bị như vậy, nhưng mà các bạn không có dám lên tiếng bởi vì các bạn sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc, ảnh hưởng tới visa của các bạn. Nhưng mà bạn càng im lặng thì cái người làm hành động đó lại sẽ càng lớn tới. Ở Úc thì họ bảo vệ rất là kỹ về cái vấn đề này. Bạn có thể là liên hệ với bộ phận nhân sự của công ty bạn, hoặc là báo cáo với lại Fair Work, hoặc là có hội phụ nữ Việt Úc để có thể bảo vệ cho bạn. Quan điểm của mình nha, là tiền bạc thì có thể kiếm lại được, nhưng mà sức khỏe về tinh thần và thể chất là quan trọng. Khi mà mình đi làm ở Úc thì có một khách họ đùa cợt khiếm nhã với mình, họ là khách biết của công ty. Thì ban đầu mình cũng im im thôi, nhưng mà sao họ tiếp tục thì mình nói là cái này rất là bất lịch sự và mình không có muốn nghe như vậy, thì họ nên xem lại cái cách mà họ giao tiếp với mình. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục nha. Thế là mình thực hiện một cách rất là hiệu quả. Và là chị Nico, ý là mình mét sếp. Sếp mình là một người rất là tốt và bảo vệ nhân viên. Thì sau khi mà biết cái vấn đề này thì sếp mình đã làm việc lại với cái người khách hàng đó. Giả sử thôi là thí dụ như bạn đã báo cáo cấp trên rồi nhưng mà họ không có hướng giải quyết nào cho các bạn, thì các bạn vẫn còn Fair Work. Là bạn nào mà không có giỏi tiếng Anh thì cũng có cộng đồng du học sinh, cộng đồng người Việt ở bên Úc và hội người Việt Úc để có thể là hỗ trợ bạn. Và các bạn đừng sợ là các bạn làm xong các bạn bị đuổi việc và ảnh hưởng tới visa của các bạn, thì sẽ có quy định để bảo vệ các bạn trong cái vấn đề này. Một số công ty ở bên Úc thì họ có chương trình về hỗ trợ nhân viên trong cái phần mà quy tắc ứng xử ở chỗ làm. Nếu mà bạn cảm thấy bạn bị quấy rối thì bạn sẽ nên có những hành động như thế nào, thì bạn cũng có thể là trao đổi với bộ phận nhân sự trước khi mà bạn mới vào làm để bạn biết là có thể xử lý như thế nào để phù hợp nếu mà trong cái hoàn cảnh đó. Mình quan điểm là sức nhỏ thì mình làm việc nhỏ, là chúng ta tự bảo vệ bản thân mình trước những kẻ quấy rối, thì đâu đó cũng góp phần để ngăn ngừa những người này không có quấy rối những người khác nữa. Và đừng có dung túng cho hành động này bởi vì nó rất là sai trái. Video này mình không có muốn làm nặng nề quá, nhưng mà trong thực tế thì có những trường hợp là người nạn nhân họ bị tổn thương rất là nặng về mặt tinh thần và tâm lý, và cái ám ảnh đó theo họ suốt cả đời, thì cái chuyện đó rất là đáng buồn. Nên mình cũng hy vọng là mỗi người trong chúng ta có một công sức nho nhỏ thôi để giúp cái môi trường làm việc trở nên văn minh hơn. Và mình cũng mong là các bạn có thể làm việc trong một môi trường an toàn, lành mạnh và văn minh. Bởi vì khi mà mình mới qua Úc thì mình cũng lơ ngơ, thiếu kiến thức và thiếu kinh nghiệm sống, và mình ước là có ai đó chia sẻ với mình. Nếu mà có các anh chị có nhiều kinh nghiệm, hoặc là các anh chị làm về nhân sự khi mà xem video này có hướng giải quyết nào hay, hoặc là có những chia sẻ gì, thì hãy bình luận ở dưới để chúng ta có thể là chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau nha.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thì nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn có thể là chia sẻ cho bạn bè, người thân. Và hẹn gặp các bạn trong những video sau. Bye bye.